Ở con này thì nó có bám một cái phần rác, thì không phải rác đâu, là cũng một phần lõi, nhưng lõi này nó cứng này các bác này. Đấy, đây các bác để ý ở bên này. Đấy, một phần lõi. Đấy, thì hàng này là bên em là loại bỏ cái phần rác mà kiểu dưới mục đi. Đấy thì ở phần này thì còn rác cứng này các bác. Đấy thì các bác để ý cùng chiêm ngưỡng toàn bộ cái bộ bàn tròn này, cực kỳ mê đó, tinh lõi. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hưng Thịnh Phát Tây Nguyên xin kính chào quý khách. Chúng tôi là cơ sở sản xuất gỗ lớn nhất Tây Nguyên, chuyên sản xuất và cung ứng các sản phẩm gỗ nguyên khối ra thị trường với đa dạng mặt hàng gỗ tự nhiên như bàn ghế gỗ, phản, sập gỗ nguyên khối, ghế sofa, bàn tròn, bàn dài. Được làm từ các loại gỗ quý có tuổi đời thập niên cao như gõ, cẩm hồng, gỗ lim, gỗ lát. Và em Đức xin chào bác nha. Hôm nay là em sẽ trực tiếp là khoanh một cái bàn tròn. Ở đây thì bên này là em có loại bỏ hết phần rác rồi, là ôm trọn tinh lõi đây các bác. Đấy phần này đây, cái phần lõi này các bác. Đấy thì ôm trọn luôn. Thì các bác để ý thấy là bên này là em cũng loại bỏ cái phần rác rồi. Đấy, đấy cái trước này. Các bác hiện tại đang nhìn thô thì các bác sẽ nhìn thấy được cái thực tế nữa. Và một tí bác thợ là sẽ trực tiếp là khoanh thì các bác sẽ cùng theo dõi nhá. Dạ. Wow.
các bác để ý là phần này là nó có một dạng nu cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Các bác để ý là phần này đây, phần bảnh bên này, còn phần bên kia là có những dạng vân kiểu là siêu chất luôn các bác. Thì cái bộ này là bác thợ nhà em là rong tròn là khoảng 1m7 và dày 18 nha các bác. Bộ này đấy, cái tấm bên trên này các bác. Ở phần này thì nó có bám một cái phần rác, thì không phải rác đâu, là cũng một phần lõi, nhưng lõi này nó cứng này các bác này. Đấy, đây các bác để ý ở bên này, đấy, một phần lõi. Đấy, thì hàng này là bên em là loại bỏ hết phần rác mà kiểu giấy mục đi. Đấy, thì ở phần này thì còn rác cứng này các bác. Đấy, thì các bác để ý cùng chiêm ngưỡng toàn bộ cái bộ bàn tròn này, cực kỳ mê đó, tinh lõi. Đấy, hiện tại thì bộ này bên em là hiện đang để hàng thô. Nếu bác nào yêu thích thì các bác cũng có thể là để được. Ok, nếu các bác nào yêu thích các bộ mặt bàn với kích thước 1m7 dày 18 ở trên màn hình đây, em nó quay cho các bác, thì các bác cứ để lại bình luận bên dưới nha. Thì em Đức là sẽ cố gắng là gửi tới các bác. Đấy, thì bộ này hiện tại là đang thô nha các bác. Đấy, các bác để cực kỳ mê. Đấy, thì bộ bộ mặt bàn tròn tinh lõi này rất dễ là các bác dễ dàng để lựa chọn, cũng như là rất dễ là thuộc về các bác luôn. Đấy, nếu các bác nhanh tay thì sở hữu được em mặt bàn tròn này siêu đẹp luôn nha.